Hôm nay tôi đã bắt gặp được Siren Head và liệu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi thì đây chính là câu trả lời. Nhân dịp 2.000 người đăng ký, tôi cũng đã đăng bài và nói là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Và đây, video này tôi sẽ giải đáp thắc mắc, nhưng mà chúng ta nên để dành ở phần cuối video nhé. Xin chào mọi người, tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của Michael kêu là tối nay là sẽ có một cái party, cho nên là bây giờ tôi sẽ đi mua quần áo đồ các thứ, chứ giờ nhà tôi chả còn gì mặc nữa anh em à. Với lại cái bộ áo này tôi mặc cũng được một tuần rồi. Anh em cứ nghĩ tôi sẽ lái chiếc xe này đi, nhưng không, no 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 no, anh em nhầm rồi, chiếc này này. Đây, Porsche 911. Quá dữ luôn, ngầu thực sự luôn ấy. Wow, tiền đấy anh em ạ. À, anh em có thể thấy nội thất của nó này, không thể chê vào đâu được, cho nên là tôi sẽ chạy chậm để giữ gìn. A few moments later. Wait. Cái đậu xanh. Thì đây chính là cái shop quần áo tôi thường mua nhất. Để tôi đậu xe cái xanh đó. Chị cho em biết là cái áo mà đi chơi party đồ các thứ nó ở đâu không chị? Ở đây à. Em cảm ơn nha. Đóng cửa rồi à. Vô lý thế. Cái shop gì vô lý thế nhờ, tự nhiên cái đóng cửa luôn. Giờ tôi phải bắt buộc phải đi qua cái shop khác mọi người ạ. À, đây. Trời ơi, shop này được cái lần rồi, không có ai đổ xe hết nè. Có mình tôi. Chị cho em hỏi là cái bán đồ đi party á, ở đây luôn à. Tôi chọn cái mắc nhất, màu xanh này đi. Ngầu ấy, được của nó luôn. Nói chung là vừa mang cái áo vô là thấy thanh lịch liền. Anh em đừng có để cái bông tai của tôi nhé. Tại vì tôi thấy tiền trong túi tôi cũng khá là nhiều, nên là tôi phải mua nó thôi, chứ tôi không có cố ý đâu. Giờ thì đi cắt tóc. Cứ để tao, cứ để tao. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Mày chạy đi con, nên nhớ đấy nha. Vừa mới mua cái áo giờ đã dính bẩn rồi mọi người ạ. À, đáng lấy là em cắt tóc á, nhưng mà hên là chạy là em không có tóc, không cắt được tóc cây vậy. Mất cái này thì mình được cái khác anh em ạ. Cho nên là tôi quyết định đi xăm. Cắt tóc làm sao ngầu bằng đi xăm được. A few inches later. Tôi sẽ cho anh em xem cái độ ngầu lồi của tôi. Tính ra là tôi mang áo vest luôn á. Nói chung là tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ có chờ đến tối thôi. 8:01 PM. Cuối cùng thì cũng đã tới. Ôi, Michael từ khi nào mà có cái gara bự như thế này nhờ. Amazing luôn. Tôi để xe vô cái đó, ngầu thật sự luôn ấy. Wow, siêu xe đồ này. Holy moly. Tôi sẽ lên đây. Holy man, look at this car. Oh my god, toàn siêu xe không mọi người ạ. À, có thể nói đây là ước mơ của tôi luôn ấy, mà đáng tiếc là chưa thực hiện được. Nói chung là ngắm cũng đã rồi anh em à. Thôi giờ chúng ta lên party luôn nhá. Ôi ôi, đông vui nha. Wow wow, có cả máy bay nữa này, ngon nha. Biết vậy là tôi đáp máy bay qua rồi, chứ tôi không đi xe rồi. Có cả hồ bơi nữa này mà không có nước. Mà lem mà lem. Bán ba ơi, cho em cái nhạc á. Không phải tôi đâu mọi người ạ. À, tại vì có nhạc vô cái thú tính của tôi nó lại nổi dậy nữa rồi. Nãy giờ tôi đang nhảy thì tôi mới để cái thằng nhóc này nó y chang tôi luôn này. Nhìn đây, không khác một tí nào luôn ấy. Có vẻ là đây là cái thằng màu danh. Mày đứng lên, mày có phải màu danh không? Mày không yên tâm tao luôn à? Tao bắn á. Ê chết, bắn nhầm. Về thôi mọi người. Nói chung là tôi cũng uống khá là nhiều đấy, và bắt đầu say xỉn rồi. Không biết tôi có thể về được nhà hay không đây. Mong là không có chuyện gì xảy ra đối với tôi cả. Anh em không nên uống bia trước khi lái xe nha. Đừng có giống như tôi. Liệu tôi có đi đúng đường không vậy ta? Sao chả thấy ai hết? Ủa, có đi đúng không vậy ta? Chấm hỏi luôn. Không thấy một bóng xe luôn. Mà thôi kệ đi, cứ chạy vậy. A few minutes later. Ê, khoan, mắc tiểu quá. Hãy dừng, đường xanh. Dừng luôn. Kiếm cái bụi. Xanh lẹ, xịn lắm rồi lẹ. Ra quần giờ. Vô lẹ. 12 seconds later. Anh em có nghe thấy cái tiếng gì không nhờ? Tôi nghe thấy tiếng gì nó lạ sao? Holy man. Oh my god. Thứ đó là thứ gì vậy? Này chạy tới tôi thì phải lẹ. Come on, mày chạy đi. Sao nó lớn thế? Cao thật sự luôn ấy. Mà lên xe. Lên. Come on. Lên xe. It's coming. Cái tiếng khó nghe thật sự. Ôi. No. One week later. Đau thật sự luôn ấy. Đầu tôi hiện giờ đang quay lòng vòng này. Cây thế nha. Bác sĩ cho em hỏi là tại sao em vô bệnh viện rồi bác sĩ? Mày uống rượu xong cái xong mày lao bà xe nó xuống vực luôn à. Ghê dữ vậy luôn hả bác sĩ? Dạ em cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ là tôi nên về nhà nghỉ ngơi mọi người à. Giờ tôi sẽ gọi taxi cái đã. Ôi, cuối cùng cũng đã được về nhà. Có vẻ là tôi nên nghỉ một chút xíu. Hút miếng thuốc lào vậy.
Tôi vẫn không nghĩ là tôi tự lao xuống vực đâu mọi người ạ. Trước khi tôi lao xuống vực là tôi nghe một cái âm thanh gì đó cực kỳ lạ luôn. Và nó chói tai tôi một cách kỳ lạ. Thật sự luôn ấy. Và đương nhiên là tôi phải tìm ra câu trả lời về cái âm thanh đó rồi. Cho nên là tôi muốn qua hỏi cái ông bán súng. Thưa ông chủ bán súng ấy, ông ấy là cái gì ông cũng biết hết. Nhưng mà trước tiên là tôi phải đổi xe cái đã. Xe kia của tôi đi sửa mất tiêu rồi. Mấy chiếc này cũng khá là chậm. Cho nên là tôi sẽ qua gara của Michael để mượn vài chiếc xe coi. Chiếc nào cũng ngon đấy. Ngon thật sự luôn ấy. Nhưng mà tôi thích chiếc này hơn. Mới nhìn vô là tôi đã kết rồi mọi người ạ. Anh em cứ nghĩ là tôi ăn cắp. Nhưng không. Anh em chúng tôi có thần giao cắt cảm đấy. Có thể là mượn xe của nhau mà không cần xin phép. Giờ sẽ đi qua ông chủ bán súng thôi nè. Ô, xe nhanh thật sự luôn thề. Đẹp lắm chứ. Đúng là xe của nhà người ta. Đây. Đây là cái chỗ tiệm ông chủ bán súng này. Chào ông chủ. Em có một vài chuyện muốn hỏi ông chủ đây. Ông chủ có biết về cái âm thanh này không? Many unbearable hours later. Sau khi ông chủ bán nói với tôi mới biết là đó là sinh vật Sirenet, còn có tên gọi khác là quái vật đầu loa, và biết đến như là một quái vật hung hãn có thể giết người. Mỗi lần nó xuất hiện là sẽ phát ra một luồng âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Nếu mà nó nguy hiểm đến cỡ vậy là có nguy cơ nó sẽ tàn phá cái thành phố này. Mà giờ mà tôi đi ra nói với người dân thì người dân sẽ hoảng sợ thêm và không tin tôi, cho nên là tôi quyết định sẽ ra tay một mình. Và đương nhiên tôi cũng cần rất nhiều súng và giáp. Ông chủ tài trợ em nhé, cho em hết tiền rồi. Té xe hết tiền rồi ông chủ ơi. Mày nói sao chứ, tao cũng nghèo chết bà luôn. Thôi anh, ông chủ thông cảm cho em đi. Em cũng muốn cứu thành phố này cơ mà. Nha, thế nha. Giáp mạnh nhất và những cây súng tối tân nhất. Nếu mà đi chiến đấu như vậy tôi sẽ không mặc được áo vest. Mặc áo vest thì vô nó sẽ không được hay cho lắm. Chung mặc cái gì nó phải ngầu vô. Đấy, có vẻ là ok rồi đấy. Let's go. Nếu mà tôi không nhầm thì chính là cái chỗ này đây. Tôi bắt gặp được cái con Siren Head đó. Đây, chính là cái chỗ này. Không sai vào đâu được. Và tôi bắt gặp có vẻ là trên kia cơ kìa. Có vẻ là tôi sẽ lên. Đây, trên đây đây. Nếu mà theo trí nhớ của tôi lúc say xỉn thì nó chắc chắn là nó xuất hiện ở trên đây. Và nó đi xuống. Không biết tối nay liệu nó có xuất hiện lại chỗ này hay không thì tôi vẫn không biết. Có vẻ là tôi nên xuống đây chờ. Later that same evening. Tính ra là tao nằm đây từ chiều luôn rồi đó. Cái con quái vật đâu kia ra coi. Đâu xanh. Tao nằm hơi lâu rồi đó, hơi quạo rồi đấy. Mà nó vẫn chưa ra nữa anh em ạ. Có vẻ là tôi không may mắn rồi. Không phải ngày hôm nay rồi. Thôi để đành mai vậy. Thôi về thôi. Không có nó thì về vậy. Ấy hình như tôi nghe một cái tiếng gì đấy ấy. Hình như là nó thì phải, nghe cũng quen lắm. Nó kìa. Holy shit. Nó kìa, no. Ê, tại sao Siren Head lại đi dùng súng nha? Nhưng mà thôi kệ đi, nó là một món nguy hiểm đấy. Man, come on, stand up. Có cây này để làm cái gì? Có cây này để làm cái gì? Ui. No, come on, bắn chung viên coi. No, không ổn rồi. Tôi cần một cái chỗ để núp luôn ấy. Come on, where are you? Tôi vẫn nghe cái tiếng nói nhưng mà tôi không biết nó đâu cả. Ui, nó vẫn chưa chết. Come on, let's go. Mày bước xuống đây. Nope, chúng ta phải dùng khẩu này rồi. Ui, bắn xuyên luôn, no. Come on, man, let's go. Chúng ta phải chạy. Jump. Nope, let's go. Come on. No! Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi vẫn sống sót và tôi đã quay về được thành phố. Tôi đã đánh giá thấp cái con Siren Head này rồi. Có vẻ là tôi cần một vũ khí nào đó mạnh hơn, và đặc biệt là vũ khí nổ ấy. Tôi sẽ quay lại ông chủ bán súng. Chúng ta sẽ cần một khẩu súng nào đó mạnh, thật mạnh. Lần này mà không ăn được con đó thì tôi không phải là Franklin nữa rồi. Come on, where are you? Come here. Nó kìa. Tới đây. Mày tới đây. Lần này tao không ăn mày, tao làm con mày luôn ấy. Mày tới đây. Mày xạo. Mày ngon mày tới đây. Mày đứng lên lại đừng nữa coi. Come on man. Mày tới đây. Let's go. Tôi còn một súng này nữa. Mày đứng lên coi. Come on. What you gonna do? Có vẻ là nó cháy luôn rồi mọi người ạ. Oh my god. Anh em có thể nhìn thấy tôi đã tiêu diệt được con Siren Head rồi. Và
và cảnh sát cũng đã đang tới luôn rồi. Nếu mà tôi không nhầm, con này cao khoảng cỡ 3 mét anh em ạ. Và đấy là cuộc hành trình bắt gặp Siren Head của tôi. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời bình luận. Bình luận của bạn Chúc Gâu: anh có dự định gì về tương lai không? Dự định tương lai của anh là sẽ ra thật nhiều video chất lượng nhất có thể cho mọi người cùng xem và thực hiện hết ý tưởng mà anh đã đề ra. Bình luận tiếp theo là của bạn Thái Dương: anh năm nay mấy tuổi và ở đâu? Anh tính trả lời rồi nhưng... What the hell? Thế thôi, cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Và bây giờ, hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.